Hello tất cả anh em, Y tế Cung Cấp xin mến chào tất cả anh em bến xe nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về một cái căn bệnh của xe AB mình thân con anh em. Tại vì người ta lên đầu thái rồi, thì con này á thì tình trạng là nó mắc râm, nó khi đề khó nổ khi máy nguội anh em. Hôm nay mình có nhận con này thì mình tìm ra bệnh rồi mình sẽ chia sẻ cho anh em ha. Và mình nói thêm cái như con này là nó đề không được là cái chuẩn bị này cũng bị nữa nha anh em, nó đen gì nè. Nhưng mà vấn đề này không phải nằm đây anh em, vấn đề nằm ở chỗ khác. Thì xe này thay bình làm điện gì đó hay nọ gọi chân rồi nhưng mà nó không hết nha anh em. Này này cũng rảnh mình sẽ chia sẻ lại cho anh em liền. Thì có cái căn bệnh này nó hay hay mình sẽ chia sẻ cho anh em ha. Thì xe này cũng đã làm rồi, làm ở này rồi, em làm cho hết nè. Đó. Làm hết. Số nè, 65109030. Này là mới làm đây anh em. Thì xe này làm cũng nhiều nha anh em. Đó, vệ sinh bugi rồi gì là chích tông ga, tấm lọc khí rồi bánh lăn vân vân. Bugi cũng có làm rồi luôn nhưng mà không hết nha anh em. Mới làm đây, làm bữa 14 á, 14 tháng 8. Đó, làm 14 tháng 8 làm cũng 2 triệu anh em. Đó, 2 triệu nhưng mà không hết, chị mới đem lại cho hết mà ta bảo là làm thêm cái gì đó mà thêm triệu mấy nữa chị không có làm nha anh em. Đây số đây thì chị không làm, thì tình cờ chị đã gặp mình trên mạng đó, chị mới đem lại cho mình, thì cũng ở cùng thành phố thôi. Rồi chị đem mình, chị gửi xe mình hôm qua, bữa nay mình mới có làm. Tại hôm qua mình lu bu xe quá mình không làm, bữa nay mình mới làm ha. Thì mình đã tìm ra bệnh đề khó nổ khi khi máy nguội nha anh em. Đó, máy nguội là đề nó khó nổ nha. Anh em nào mà xài dòng xe này thì xem video để ý biết thêm nha. Còn những anh em thợ mới vào nghề á, chưa có gặp tình trạng này thì xem video này mình hướng dẫn, mình chia sẻ cho anh em để mình biết gì mình chia sẻ đó, để cho anh em có rút kinh nghiệm khi mình cần làm, sau này gặp tình trạng này thì mình kiểm tra nó đi ngay hơn, khỏi cần phải vòng vòng nha nè. Thì cái bệnh nó nằm đây nè, đó, đây là con dây e điện nè, đó anh em thấy không, con dây e điện nè, đó nó bị đứt này nè. Nó đứt nè, nó túi dây nó đứt nè, nó đứt ở trong ruột, trong cái vỏ này nè, nãy mình cầm ra mình lôi ra nó ruột ra luôn đó, nó nằm trong đó trời đâu biết được đâu. Rồi hôm nay sẵn lên xe này mình sẽ chia sẻ anh em là cách đo luôn ha. Rồi, để mình gắn gần cái máy ra. Rồi thì mình nói về cái nguyên lý làm việc của con e điện là như gì. Thì e điện muốn làm việc được á thì nó phải có lửa 12V sao phá, và trước đó là nó phải và nó phải nhờ còn cảm biến nhiệt nè, nó cái dây cảm biến nhiệt nằm đây nè. Con dây con này làm việc được thì nó mới gửi về tín hiệu cho thằng IC, IC nó mới cấp lại tín hiệu cho thằng E để nó đóng lại. Khi nguội máy thì nó rút ra đó, nếu như mà mình sẽ biết được là nó chết hay không và dây hư hay không là mình sẽ đo nha nè. Thì con này á là con mình nói từ đầu luôn đi, thì con cảm biến nhiệt nè thì nó bắt buộc nó phải nó có lửa 5V, và khi lửa 5V nó cấp vô này, khi máy nó nổ nhiệt độ nó có thì nó sẽ đọc tín hiệu cho thằng dây mát này, nó truyền vô IC đó. Thì truyền vô IC, IC nó mới nhận biết được thì nó mới cấp ra cho thằng cấp ra cho dây tín hiệu của thằng e điện là dây này đó. Thì dây mưa 12 sao phá phải có nha anh em, nó mới có vậy. Rồi khi mình muốn đo là trước tiên là mình đo dây mát này là phải thông mát nè, còn dây này là phải 5V nè, nó phải có lửa 5V nè. Bây giờ mình thôi thông mát trước nha anh em đó. Đó, mình đo thông mát, nó có thông mát nha anh em đó. Cái này là cái tắt chìa khóa nó cũng vẫn thông mát nha. Còn lửa 5V này đó là mình mở khóa. Đây, chặn điện DC, điện một chiều anh em. Đó, mở khóa lên. Rồi, mình đo dây màu hồng đó, nó có lửa 5V. Thì chứng tỏ là dây này nó ok. Còn cái thằng này hoạt động hay không thì chúc mình nói sao ha. Nó có hư hay không để em biết được, mình thằng kia nó mới đọc tín hiệu được ha. Nói sao. Rồi tiếp đó thì thằng này là lửa 12 á, là dây đen này nè, mở khóa lên, nó có lửa 12V. Đó, đây là 12.59. Bình mạnh mà đề không được nha anh em, đậu từ sáng chiều hoặc qua đêm là đề không khó nổ nha anh em, đề rất là lâu mới có nổ. Người ta bảo là bị hư bình rồi sạc thì tùm lum gì không biết nữa, chỉ nói là thay gì với cái này nữa, tính ra nhiều lắm.
rồi chị không làm thì cũng chị mới đem lại đây, cũng tình cờ à. Rồi thì lửa 12 bên có, nhưng mà với cái này là nói đo thông mát là đây không được anh em, này đo thông mát là không được. Còn dây này là dây tín hiệu mát của IC cấp ga thì mình không có thông mát thường được, nhưng với điều kiện là khi nổ máy mà nổ máy cái thằng tín hiệu của cảm biến nhiệt á nó hoạt động tốt ok thì nó sẽ thông mát ra sườn nha. Thằng này mới có đo được thông mát nha. Đây bây giờ mình thử luôn. Nó ổn ha. Đây. Đó, rồi máy đang nổ. Này. Rồi máy đang nổ thì mình đo thông mát của thằng này. Này anh em thấy không, nó sẽ nhận tín hiệu liền, nó dây tín hiệu liền, nó có tín hiệu khi không phải là thông mát mà nó có tín hiệu liền đó, anh em thấy không đó, thì nó mới đo được. Thì mình nguyên lý đó làm việc của nó là nó phải dây này là ok, nó không có bị hư ha. Rồi thì nó cắt vô hai dây này có thì chắc ăn là thằng dây điện nó hoạt động. Nếu như mà dây điện không hoạt động thì mình có thể thử bằng cách này nữa, mình lấy hộp bình á, mình găm vô trong cái hai cái bình ngoài mình á, mình coi thử cái cục tính này, mình lấy cái này đây này này, thì thằng này nó nóng lên, hai dây này cắm vô thằng này nó nóng này kẹt lô nè, đó này nóng lên thì thằng bê tông này mới nhồi ra đó, bê tông này nó nhồi ra thì cái cục này sẽ được. Còn nếu như mà mình coi trực tiếp vô bình á, mình thử á, nó không nhồi ra là cái cục này hư. Đã mình đo rồi hết trơn thì chắc ăn là nó vô điện đây mà nó không nhồi ra, mà mình thử lửa trực tiếp vô bình mà nó không nhồi ra thì này hư ha. Rồi còn cái thằng cảm biến nhiệt này nè, hai dây này nó có thông mát rồi có lửa 5V hết, nhưng mà ghim vô đây mà nó không đọc ra đây được đó. Đây bây giờ mình giả sử mình rút ra đi là thằng này chết đi, mình sẽ đo tín hiệu nè, mình đo tín hiệu là đo thông mát đi đó, đo mát tín hiệu mát nó sẽ không hoạt động, anh em thấy không nè, nó không hoạt động thì chứng tỏ là thằng này nó chết, thằng tín hiệu nhiệt nó chết. Rồi anh em, mình nói với anh em nghe kìa, hiểu không, nó này chết thế thôi. Bây giờ mình đây, mình ghim vô thử luôn. Đây anh em thấy à, bây giờ mình ghim cái tín hiệu mà cái này còn xài được nha. Đó, nó sẽ báo tín hiệu liền, anh thấy không. Rồi thì xe hôm nay thì mình sẽ chia sẻ anh em như vậy thì để anh em biết thêm ha. Thì cũng cảm ơn anh em đã xem hết tất cả video của mình. Thì anh em thấy hay cho mình xin một like nha anh em. Rồi sau này có những cái video nào hay hay mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Thì video này biết là nhiều anh em đã chia sẻ lâu lắm rồi, nhưng mà có những anh em mới vào nghề nó cũng chưa biết đâu. Thì đây mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Rồi chúc anh em một ngày thật tuyệt vời. Hẹn gặp anh em những video lần sau nha. Bye bye anh em.